Un martini, ¿eh?
Bắt đầu quy trình vắt mật các bác ạ. Lòng đá đi nữa. Vắt cái to đấy xem. Sắp nó anh vứt vào mâm này này. Theo cái này ra ở những thủy vào mà lúc mà phải giặt này. To quá. Ui giời. Nó bị dính ít con. Chắc được khoảng ấy nhỉ, 5 lít đấy nhỉ. 5 lít thì cân cả chỗ này lên còn được 8 cân. Không ngờ ấy rót bớt đi anh ạ, không tí nữa là tràn đấy. À không 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 tràn đâu. Mực đen đi bây giờ. Làm cục to đi. Đấy. Rồi nhấc lên đi. Thì đảo lộn mắt. Ôi, mở tí gì ấy. Mật kha là cái gì ạ? Mít nạp ấy. Mà này mật già đấy. Ai? Lọng cái gì vào mồm vậy? Ăn mật không? À, bảo ông cho ôi em nó, một miếng nhá. Nó cầm nâng châm đấy. Em xin một miếng em ầm ầm nhá. Cái con mới để khó lại, chẳng lại cái quyệt cái này lên rồi. Mệt mệt nó đi đó. Cái nỏ thôn ngả phòng thì mà tua nó. Đây này, cho vào can này này. Hay là quay lại thì mà mang này. Mật. Nhưng mà mật hôm nay màu nó cũng không được đẹp lắm nhỉ. Làm chỉ hai như này đẹp còn gì nữa. Đen đen. Là một đúng. Một cái trắng luôn. Mật nó già chứ. Cho vào đây lọc thôi. Làm to quá. Mặt này quá già. Không bằng tìm được thì thịt đi. Không bằng thường thì hơi quẩy gớm đó. Để ăn đi đó. À, để đây con. Thảo à? Thảo mới đưa cho cậu á chứ. Thảo đi liền cái này thôi. Đâu mà? Đâu để cái đâu mà.